hóa ra ta là trưởng giáo tông môn ẩn thế giang nam chiết hoa hoàn thành học nghiệp. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ps chuyện đọc giải trí từ chương 23 bắt đầu vi diệu trước giường minh nguyệt quang vì vậy tâm lý hoàng ngẩng đầu ngắm minh nguyệt đây là địa phương nào trương hưng khẽ ngẩng đầu nhìn không trung tàn nguyệt trong lòng vô hạn thê lương hắn trăm ngàn cay đắng cuối cùng dựa vào cho mướn tới maserati đuổi kịp nữ thần không nghĩ tới nữ thần đi ra tài vãn, một cước chân ga bên dưới. Xuyên Việt rồi, hắn không biết rõ xuyên Việt tới chỗ nào, hắn vị trí phương, bốn bể toàn núi, không ra được cũng không vào được. Hắn bị vây ở Trung ương, suốt thời gian ba năm. Trong ba năm này, trong núi lớn chỉ có một con cẩu cùng một cái rùa lớn. Cẩu hắn không đuổi kịp, này thời gian ba năm, hắn đều là ăn chay cho dù có gà núi bay vào cũng là trước tiên liền bị chó đen trộm đi hắn đối này chó đen là vừa hận vừa yêu về phần rùa lớn mỗi ngày phụng bồi hắn đã có tình cảm không nỡ bỏ dù sao rùa vẫn có thể đẻ trứng phải không trong lòng cảm khái xong trương hưng kêu rên nói hệ thống thả ta đi ra ngoài a à, ta muốn đi ra ngoài vòng vo một chút ta đều ba năm không ăn chay không sai hắn mới tới lúc tới sau khi liền thức tỉnh hệ thống bất quá cầu hệ thống mỗi ngày để cho hắn đi học đọc thánh huấn một mực không cho hắn đi ra ngoài cơ hội keng ký chủ thời gian chưa tới không thể rời núi âm thanh của hệ thống ở trương hưng bên tai bên vang lên tốt lắm rằng bậy cho ta một quyển công pháp tu luyện a à, bây giờ ta một chút tu vi cũng không có trương hưng tràn đầy bất đắc dĩ đây là tu tiên giới tu sĩ đại năng bay trên trời vui chơi thỏa thích cửu tiêu ở trời xanh mây trắng chung cùng tiên tử chơi đùa được không tiêu sái mà hắn ngoại trừ đi học chính là đi học mỗi ngày chỉ có một con sẽ không đẻ trứng rùa làm bạn rõ ràng có kim thủ chỉ lại không thể dùng minh minh mỹ nữ cởi hết gần ngay trước mắt lại không thể động trên đời này còn có so với cái này càng đau xót sự tình sao Đại hắc cũng lớn như vậy, một nồi cũng hầm không dưới, Trương Hưng ra nhà lá, nhìn đại hắc suy nghĩ thơm ngát thịt chó. Chó đen nghe một chút, lập tức bò dậy, vây ở trước mặt Trương Hưng, lè lưỡi lấy lòng. Trương Hưng lắc đầu một cái, cầm lên kinh thư, mắc cảm tình địa nhớ tới. Tin nói không đẹp, nói tốt không tin, thiện giả không phân biệt, biện giả bất thiện, thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không cạnh tranh. Trương Hưng đọc xong một câu cuối cùng sau, nhìn một chút bên cạnh nghe nồng nhiệt chó đen, điều cười một tiếng, người này cẩu vật còn hiểu trong đó chân ý. Đại Hắc tiếp tục nằm, lười biếng lắc lắc chó lớn cái đuôi. Trương Hưng ngẩng đầu nhìn không chung, cảm khái nói tưởng tượng năm đó, ta một kiếm độc đoán vạn cổ, đoạn đi thành tiên lộ một mình dẫn mọi người đánh tới trời xanh cùng chư thần đánh cờ huyết chiến tới cùng đáng tiếc a à, đáng tiếc ta còn không thấy kết cục tự xuyên việt đến nơi này trương hưng thở dài thập phần đáng tiếc gâu gâu chó đen ngoắc cái đuôi kêu lên hai tiếng cặp mắt sáng lên trương hưng không nói ở tâm lý hỏi hệ thống thánh huấn đọc xong rồi sau đó phải học cái gì keng chúc mừng ký chủ hoàn thành học nghiệp âm thanh của hệ thống, ở Trương Hưng bên tai bên vang lên. Ta có thể rời núi rồi hả? Trương Hưng thần sắc kích động hỏi. Keng, kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, hiện cho ký chủ ban hành hai cái tuyển hạng nhiệm vụ, một vung đao tự thiến, chặt đứt thất tình lục dục, ký chủ bay thẳng thăng làm tiên đế. Hai, nhận tân thủ gói quả lớn, mở ra thu đồ đệ nhiệm vụ, Trương Hưng nhìn trước mắt hai nhiệm vụ, một gương mặt già nua nhất thời đen xuống rồi hệ thống trở thành tiên đế sau đó ta tiểu đệ còn có thể sinh ra nữa tới không trương hưng hỏi keng vĩnh cửu chặt đứt không thể khôi phục nghe âm thanh của hệ thống trương hưng mặt nhất thời đen xuống rồi nếu như chặt đứt con cháu căn trở thành tiên đế cũng không có tính phúc kia hắn còn sống còn có ý gì ở xuyên việt mà khi đến sau khi trương hưng vội vàng nhìn một cái nhìn thấy không ít mỹ lệ tiên tử lúc đó trương hưng liền ý nghĩ kỳ quái đến bây giờ cũng còn nghĩ ta chọn hai đi trương hưng bất đắc dĩ nói keng chúc mừng ký chủ đạt được truyền tống phù bốn kim long hộ thể hai kỹ năng đặc thù thiên nhãn tiên uẩn kim long hộ thể kim long ở trong vòng 5 phút bảo vệ ký chủ triệt tiêu thật sự có thương hại có tỷ lệ nhất định phản kích thiên nhãn có thể phân biệt ra tất cả thân thể con người chất thiên phú tu vi đợi tiên uẩn giống như tiên nhân người khác dò xét không ra túc chủ tu vì cùng khí tức nhìn tân thủ gói quả lớn khen thưởng trương hưng miễn cưỡng đón nhận truyền tống phù lạc keng khẩu lệnh chính xác bắt đầu truyền tống ông không gian một trận hỗn loạn trương hưng trong nháy mắt bị phóng kéo vào loáng thoáng cách nhìn còn có thể nghe được một tiếng ngoạ táo thăng tiên thành nơi này là đại chu vương triều, các đại tông môn tuyển chọn tông môn đệ tử thành trí. Chỉ thấy không chung, lần lượt tu sĩ ngự kiếm phi vào trong thành. Bên ngoài thành, một cái anh tư bộc phát quần màu lục thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn trước mắt hùng vĩ thăng tiên thành, phảng phất tự nói như vậy, tỷ tỷ chúng ta đến thăng tiên thành rồi. Đi vào sẽ có hay không có nhân phát hiện ngươi à? quần màu lục nữ tử trong đầu, có một đạo quần áo đỏ tiểu nhân ngồi xếp bằng, chỉ nghe nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Muội muội, ngươi yên tâm đi, coi như là tu vi thông thiên nhân." Cũng rất khó phát hiện ta tồn tại, quần màu lục nữ tử nghe xong trong đầu thanh âm gật đầu một cái, "Được, ta đây an tâm, ngay sau đó, bước đi vào trong thành." Keng, gợi ý của hệ thống, phát hiện nhất thể song hồn người có, Trương Hưng trong đầu truyền tới âm thanh của hệ thống. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hóa ra ta là trưởng giáo tông môn ẩn thế giang nam chiết hoa nhất thể song hồn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ông, lúc thì trắng quang phun trào, trương hưng kia hùng hùng hổ hổ thanh âm xuất hiện ở thăng tiên thành. Keng, kiểm tra đến nhất thể song hồn khí vận chi tử xuất hiện ngoạ tàu hệ thống ngươi tốt xấu cho ta cái thời gian chuẩn bị a à, hắn thập phần không nói gì chính mình còn chưa chuẩn bị xong liền truyền tống tới ba năm ba năm rồi rốt cuộc ta rời đi cái địa phương quỷ quái kia rồi rốt cuộc ta đi ra nội tâm của trương hưng một cái kia kích động hắn chỉnh sửa một chút áo dài trắng chắp hai tay sau lưng đi vào trong thành nếu truyền tống tới vậy thì phải thật tốt vòng vo một chút tranh thủ thu nhiều tên học trò trở về nhất thể song hồn à như vậy có ý tứ thăng tiên nơi lần lượt phàm nhân đi lên khảo sát đài nhưng bọn hắn thiên phú và căn cốt cũng hết sức bình thường lên rồi xuống ngay có thể vào những tông môn kia mắt bách không còn một tỷ tỷ ngươi cảm thấy tông môn nào được a à? nữ tử mở miệng hỏi Người khác đều là chờ bị những tông môn khác chọn, mà nàng là chọn tông môn. Đại Chu Vương triều thất phẩm tông môn có ba cái tài nguyên nhiều nhất chính là Thiên Nhân Tông, chọn Thiên Nhân Tông đi, trong óc nàng vang lên một đạo giọng nữ, đó là tỷ tỷ của nàng. Được, nữ tử đáp một tiếng, đi lên khảo sát đài. Trong nháy mắt, khảo sát cột đá bộc phát ra một đạo xích sắc quang mang khảo sát đài khảo sát chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích sắc thấp nhất tử sắc cao nhất. Phần lớn người, liền xích sắc cũng không đạt tới. Tiết Dương Tông người phụ trách thứ nhất đứng lên nói cô gái này ta Tiết Dương Tông muốn. Trên đài cao một người mặc kiếm bào, mắt tinh mày kiếm thiếu niên, lười biếng trợn mở con mắt nhìn trong sân nữ tử. Tư chất bình thường, bất quá dáng dấp không tệ, ngược lại là có thể thu làm lô đỉnh. Cô gái này, ta Vương Đằng muốn, vừa nói ra lời này, toàn trường khiếp sợ, không có bất kỳ tông môn dám phản bác. Vương Đằng là ai? Đây chính là Hợp Nhất Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, tuổi đời 20 thuận tiện lấy kim đan, sau có cho thấy thực lực cường đại, bị Hợp Nhất Tông nhận lấy, phá cách thăng lên làm trưởng lão. Là vô số nữ tu sĩ trong tâm khảm phối ngẫu đám người vây xem rất là một trận khiếp sợ bọn họ không nghĩ tới vương đằng trưởng lão lại tự mình cần người hơn nữa còn là muốn một vị thiên phú tư chất bình thường nhân đang ở nghèo đi dạo phố trương hưng nghe được nhân quần giao nói thanh âm nghe nói không khảo sát đài tới một vị tuyệt mỹ tiên tử nghe nói nghe nói là khảo sát thạch bộc phát lục quang vương đằng trưởng lão tự mình thu làm đồ đệ đây có thể bị vương đằng trưởng lão nhận lấy đây chính là một bước lên trời a à. trương hưng nghe được đám người bôn tẩu cho nhau biết thanh âm nhanh chóng chạy tới thăng tiên nơi hắn tới đây chính là tới thu đồ đệ bây giờ có một cái tốt như vậy đồ đệ làm sao có thể bỏ qua làm Trương Hưng chạy tới thăng tiên nơi sau, nhìn thấy trong sân nữ tử, trong ánh mắt xuất hiện nàng tin tức cá nhân. Tên họ Tô Thanh Tuyền Tô Thanh ca thiên phú thể chất nhất thể song hồn thực lực luyện khí tầng 2 khí vận tư chất bình cấp ất đẳng mới vừa nhìn xong. Trương Hưng trong đầu liền vang lên âm thanh của hệ thống. Keng kiểm tra đến ất đẳng khí vận chi tử, mời ký chủ thu làm đồ. Trương Hưng nghe xong bên tai bên vang lên âm thanh của hệ thống, trên khuôn mặt già nua lộ ra thật sâu vẻ khinh bỉ. Là ta nhìn thấy, cái gì gọi là ngươi kiểm tra đến. Muội muội kia vương đằng lòng không tốt, hắn tu luyện công pháp, là dựa vào thải âm bổ dương, tô thanh ca thanh âm, ở tô thanh tuyền trong đầu vang lên. Tỷ tỷ ta biết, tô thanh tuyền trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vương đằng, thật xin lỗi, ta không nghĩ trở về với ngươi tỷ tỷ của nàng là nàng tiền thế chi thân, tu vi khó lường, biết tự nhiên so với nàng nhiều. Vương Đằng nghe vậy, chân mày cau lại, thú vị. Người là người thứ nhất dám cự tuyệt chúng ta, bất quá ta Vương Đằng nhìn thượng nhân, vậy thì nhất định phải đến, Vương Đằng cười lạnh. Bên cạnh hợp nhất tông ngoại môn trưởng lão từ trên đài cao nhảy xuống, một tay cầm kiếm, đi tới trước mặt Tô Thanh Tuyền. Theo ta trở về, ta bảo đảm ngươi bất tử, bằng không đừng trách ta động thủ." Ngoại môn trưởng lão trong giọng nói lộ ra uy hiếp ý vị. Tô Thanh Tuyền bản năng lui về phía sau mấy bước, vội vàng cầu đạo tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nàng chưa kịp tỷ tỷ đáp lại, liền nghe được một đạo lạnh nhạt thanh âm, "Cô nương, đừng sợ, tự do." Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hóa ra ta là trưởng giáo tông môn ẩn thế giang nam chiết hoa các ngươi, cùng lên đi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bên trong sơn cốc, chó đen kêu ẳng ẳng hai tiếng. Trong hồ rùa lớn thò đầu ra. Rùa lớn mở miệng hỏi, đại hắc, ngươi kêu ta tới làm gì, tiên nhân thật giống như rời đi, chúng ta muốn không đi ra lái một chút huân, chó đen miệng nói tiếng người. Bọn họ đi theo Trương Hưng bên người ba năm, mỗi ngày nghe Trương Hưng đọc thầm thánh huấn cùng đủ loại đại đạo kinh văn, đã sớm thu liễm hung tính. Bây giờ tiên nhân thật vất vả rời đi, chính là khai chai, ăn mặn sau khi hết ăn chay, Lốp ta không đi, lười động, rùa lớn lười biếng nói, nằm ở trên đá ngủ thiếp đi. Đại hắc đầu lắc lắc cái đuôi, làm bay đến không chung lúc, thân thể trong nháy mắt trở nên lớn, nhìn không thấy cuối. Chó đen chạy đến một ngọn núi, ngửa đầu thét dài, thân thể nhanh chóng trở nên lớn, toàn thân quấn vòng quanh u hắc hỏa diễm. Chó đen trong chớp mắt cách khai sơn đầu lúc này trương hưng chắp hai tay sau lưng đi lên khảo sát đài chắn trước mặt tô thanh tuyền ha ha thu đồ đệ chú trọng ngươi tình ta nguyện mà không phải dùng cương quyết thủ đoạn trương hưng nói xong dưới đài tu sĩ còn giống như là nhìn người chết nhìn về phía trương hưng người này suy nghĩ quả nhiên có vấn đề cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình liền dám anh hùng cứu mỹ nhân đúng vậy đúng vậy vương đằng trưởng lão như vậy cường đại nếu có thể nhận lấy ta là tốt ai tìm chết a à? trương hưng nghe mọi người bình luận cũng không thèm để ý mà là cười nhạt nhìn vương đằng cô gái này ta muốn rồi vương đằng manh mối đông lại một cái ngươi là người phương nào dám theo ta vương đằng cướp người trương hưng cười nhạt mở miệng nói ta là thiên hạ đệ nhất tông tông chủ thiên hạ đệ nhất tông thuần túy là trương hưng mới vừa lấy một cái tên thiên hạ đệ nhất tông a à, khẩu khí thật là lớn chỉ sợ thực lực của ngươi không xứng với ngươi danh tiếng vương đằng mặt đầy khinh thường trương hưng cười nhạt bọn ngươi phàm nhân tự nhiên không biết ta tông môn cường đại ngươi thiên hạ đệ nhất tông là mấy phẩm tông môn tô thanh tuyền yếu ớt địa hỏi ta nhiều năm chưa từng xuống núi mấy phẩm tông môn ai định quy củ trương hưng kinh ngạc đưa lên một chút lông mi ngược lại hỏi cái gì mấy phẩm tông môn, này cũng cái gì ta cũng không biết rõ a à. đây chính là thánh phủ định quy củ. Một vạn năm trước thánh phủ đem tông môn chia làm đến một cái cửu phẩm. Vương đằng lúc này diễu cờ trương hưng. Thứ khoác lác coi như xong rồi, thánh phủ nhưng là có một vạn năm lâu. Hơi có chút thông thường cũng biết rõ. Tỷ tỷ, người này ngược lại là thú vị rất, khoác lác cũng không làm bản nháp, tô thanh tuyền cùng trong đầu tỷ tỷ nói chắc hẳn hẳn là được thất tâm phong không đúng vậy không thể nói ra lời như vậy tô thanh ca trong đầu cười lạnh nói lấy lòng mọi người hạng người cho ngươi cái cơ hội bây giờ từ nơi này cút ra ngoài hôm nay chuyện này coi như xong rồi vương đằng cư cao lâm hạ nói ngươi xứng sao trương hưng trên dưới đánh giá vương đằng ngươi đừng không biết phải trái vương công tử nhưng là cho ngươi cơ hội ngoại môn trưởng lão gần đứng ra nói Ta hôm nay chính là đứng cho ngươi đánh, hôm nay phàm là ta xuống một cọng tóc gáy cũng coi như ta thua." Trương Hưng phách lối nói, trên người mình nhưng là còn có Kim Long hộ thể. Khẩu khí thật là lớn, liền để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi. Nói xong, ngoại môn trưởng lão cầm kiếm đánh tới, hắn muốn thử một lần thiên hạ đệ nhất tông là thật là lợi hại hay lại là qua loa thổi phồng kim long hộ thể, trong lòng trương hưng hô to, hóa ra ta là trưởng giáo tông môn ẩn thế giang nam chiết hoa định tháng sau ước hẹn. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, vương đằng thấy kia ngoại môn trưởng lão xa sút trực tiếp xuất thủ. Ngoại môn trưởng lão chẳng qua là trúc cơ kỳ tu sĩ, chính mình nhưng là kim đan kỳ. Vương đằng vừa ra tay, quả thực là thanh thế bất phàm trong tay trưởng kiếm phi ra trên không trung hóa thành vô số bóng kiếm nhìn đến trương hưng cũng hoa cả mát vô số bóng kiếm kẹp theo phong lôi thế thẳng hướng trương hưng đi vương đằng trưởng lão lúc này mới chừng hai mươi một thân kiếm đạo thậm chí có uy thế như vậy trẻ tuổi như vậy một thân tu vi cao như vậy coi là thật để cho lão phu xấu hổ a à ở này kiếm pháp bên dưới, coi như là kim đan cường giả đều phải trọng thương chạy trốn, vương đằng vừa ra tay, như như mưa rông gió bão kiếm khí nhất thời đưa tới mọi người kêu lên. Một kích này, ta xem ngươi ngăn cản thế nào, vương đằng cười lạnh nói, vừa mới khách khí môn trưởng lão xa sút dễ dàng như thế, một kích này hắn trực tiếp dùng tới toàn lực. Kim Long hướng kiếm khí kia vừa đỡ, sau đó trở tay một cái tới thần Long bãi vĩ quang vương đằng trên bụng. Vương Đằng cảm giác không cách nào địch nổi cự lực, trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài, thẳng đến nện ở trên tường thành, lưu lại cá nhân hình hố. Khụ khụ, vương Đằng mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, cảm giác mình Lục Phủ Ngũ Tạng cũng lệch vị trí. Xong rồi, chính mình một kích toàn lực bên dưới, lại bị như thế Phong Khinh Vân đạm chặn, Chính là trong môn Nguyên Anh lão tổ cũng không đạt tới loại trình độ này chứ. Trước mắt vị này, này nhất định là một tiền bối cao nhân. Còn có ai, Trương Hưng một bộ Vân Đạm Phong khinh dáng vẻ, đứng ở trên đài đồ sộ mà đứng, một bộ cao nhân khí phái. Trương Hưng nhìn Tô Thanh Tuyền, há miệng. Mặc dù không có nói ra lời, nhưng Tô Thanh Tuyền nhưng nhìn ra rồi Trương Hưng phải nói. Nhất thể song hôn, tỷ tỷ, hắn tốt giống như biết rõ chúng ta tình huống, làm sao bây giờ? Trong lòng Tô Thanh Tuyền có chút khẩn trương hỏi ngươi không phải nói tu vi thông thiên nhân cũng không nhất định có thể nhận ra sao đừng nóng ta xem hắn là muốn nhận ngươi làm đồ đệ đợi xem hắn có thể hay không đối phó vương đằng lại nói tô thanh ca ở trong óc nàng nói ngữ khí trầm trọng nhất thể song hồn sự tình chính là cực kỳ bí mật không phải là tu vi thông thiên người căn bản không nhìn ra người trước mắt này là thế nào nhìn thấy Trương Hưng đi tới Tô Thanh Tuyền bên người, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tô Thanh Tuyền một đôi cong cong con mắt, giống như là trong bầu trời đêm trong sáng bên trên huyền nguyệt trắng nõn da thịt làm nổi bật nhàn nhạt màu hồng đào môi. Một con tóc đen thùi lên đỉnh đầu trải chỉnh tề búi tóc, bộ ở một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, từ ngọc quan hai bên rũ xuống màu xanh nhạt tơ lụa quan mang. Tại hạ ngạch buộc lên một cái lưu hoa kết hai tay trắng bóc như ngọc đan chéo để ở trước ngực bích ngọc thon dài chân dài ở quần dài bên trong như ẩn như hiện nhất định chính là hắn lý tưởng hình a à, chỉ bằng này nhan giá trị vóc người này nói cái gì trương hưng cũng phải bắt nàng lại không đúng là thu làm đồ đệ có muốn hay không theo ta trở về à trương hưng cười hỏi chỉ thiếu chút nữa là nói ra theo ta trở về ta cho ngươi đường ăn trương hưng mở miệng nói thanh ca ngươi cảm thấy thế nào ngươi làm sao sẽ biết rõ danh tự này tô thanh tuyền theo bản năng lui về phía sau mấy bước trong lòng sợ không thôi mình tuyệt đối không có cùng những người khác nói qua danh tự này khóe miệng của trương hưng hơi nhếch lên cũng không nói gì sáng ngời thâm thúy trong mắt tựa như có lẽ đã nhìn rõ rồi sở hữu thế sự trên thực tế trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói lỡ miệng. Tỷ tỷ làm sao đây? Hắn tốt giống như biết rõ ngươi tồn tại, Tô Thanh Tuyền cùng Tô Thanh ca nói. Tô Thanh ca trầm mặc lại, trong lòng sợ không thôi. Có thể nhìn thấu nàng chỉ có tiệt thế đại năng, vừa mới chỉ là hoài nghi, nhưng Trương Hưng nói ra tên sau đó, nàng cũng đã tin chắc muội muội ngươi có từng nhớ lúc trước hắn nói qua không biết thánh phủ là vật gì sợ rằng này vị cao nhân ngay từ lúc một vạn năm trước cũng đã bế quan tô thanh ca nhớ tới trong cổ tịch đối với vô thượng đại năng ghi lại tu hành vô năm tháng trên đời đã ngàn năm trong lòng tô thanh tiền giao động động không ngừng một vạn năm kia phải là bao lâu a à? chờ một chút vương đằng từ này khanh động bên trong bò ra ngoài mở miệng nói chờ cái gì các loại đợi lão tử kim long hộ thể có tác dụng trong thời gian hạn định đã vượt qua chỉ có 5 phút a à, một khi thời gian qua có thể gặp phiền toái vốn là hắn còn nghĩ nhiều chuyển rời một chút bây giờ nhìn lại thì không được rồi phải mau thu đồ đệ chạy đi thế nào ngươi còn muốn động thủ trương hưng lạnh lùng nói muốn động thủ liền vội vàng đừng chậm chậm từ từ thời gian của ta qua ta liền đi không để ý ngươi Nàng cũng liền làm lô đỉnh không tệ, căn bản không có tu tiên thiên phú, ta vương đằng chưa đủ mới hai mươi tuổi cũng đã kim đan, người thân là tiền bối thu đồ đệ không thu ta, chẳng lẽ muốn nàng? Vương đằng chỉ tô thanh tuyến, nàng tư chất bất quá một dạng dựa vào cái gì? Hắn ở thấy được trương hưng thực lực sau, động tâm tư? Ha ha! trương hưng cười lạnh nói hắn coi như là nghe rõ vương đằng lời nói lắc đầu cười một tiếng ta nói thu đồ đệ chú trọng duyên phận ta theo nàng hữu duyên về phần ngươi còn không vào ta mát vương đằng nghe vậy sắc mặt khó coi tiền bối nàng tư chất bình thường ngươi nhận lấy nàng thì có ích lợi gì keng kiểm tra ký chủ bị vương đằng diễu cợt hiện ban hành nhiệm vụ định tháng sau kỳ hạn một tháng sau, do ký chủ đệ tử thay mặt xuất chiến, chiến thắng đối thủ. Hoàn thành khen thưởng đạt được đại đế phong thái, thất bại trừng phạt người trần chuồng ở Hoàng Kim Hải ngạn nhảy hải thảo vũ, âm thanh của hệ thống, ở Trương Hưng trong đầu vang lên. Nghe vậy Trương Hưng tối sầm lại, này thất bại trừng phạt là chuyện gì? Hệ thống ngươi không đứng đắn, Bất quá đại đế phong thái có thể dùng. Nghĩ tới đây, Trương Hưng mở miệng nói, đã như vậy, ta đây liền cá với ngươi, một tháng nơi, chính là ở đây, nàng sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân, ngươi có dám đánh cược? Trương Hưng nhìn thẳng Vương đằng, có gì không dám, nàng bất quá tư chất bình thường, coi như tự cấp nàng 10 năm cũng không đuổi kịp ta đến thời điểm tiền bối ngươi tốt tốt nhìn rõ ràng, ai mới là thiên tài, khóe miệng của Trương Hưng có chút câu dẫn ra, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Tuyền, theo ta trở về đi thôi. Tỷ tỷ, chúng ta đi không đi, Tô Thanh Tuyền ở trong lòng hỏi. Đi, Tô Thanh ca trực tiếp đáp ứng. Bây giờ Tô Thanh ca trong lòng tin chắc Trương Hưng là lánh đời cao nhân. Tô Thanh Tuyền lấy được tỷ tỷ của nàng câu trả lời sau, gật đầu một cái, mở miệng nói ta với ngươi đi, Trương Hưng gật đầu cười khẽ, chắp hai tay sau lưng đi tới. Ngay tại lúc đó, Kim Long hộ thể thời gian đến. Phía sau Kim Long gầm lên giận dữ, vô hình Long quy lan ra. Mọi người dưới đài vẻn vẹn chỉ là nhìn, cũng nhìn cảm giác hai mắt đau nhói oanh một tiếng, kim long thân thể trên không trung sụp đổ hóa thành mảnh nhỏ toái kim quang. Lòng uy tiêu tan trước, lại không một người dám ngẩng đầu. Mọi người trong lòng giao động động không ngừng. Này vẻn vẹn chỉ là uy áp liền đem tại chỗ thành thiên thượng vạn nhân ép tới không ngóc đầu lên được. Tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ cười văng cái nét ra ngoài hóa ra ta là trưởng giáo tông môn ẩn thế giang nam chiết hoa sư huynh của ta là cậu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Đi thôi, Trương Hưng nhẹ giọng kêu một câu. Ừm, Tô Thanh tuyền đần độn gật đầu một cái, còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phản ứng kịp. Truyền tống phù, trong lòng Trương Hưng mặc niệm. Trong nháy mắt, hai người tại chỗ biến mất mọi người thấy bọn họ đột nhiên biến mất, lòng uy cũng tiêu tán theo, dối rít từ khiếp sợ trung tinh thần phục hồi lại, nhìn bốn phía. Mọi người dối rít nghị luận, chỉ chốc lát, thăng tiên chi sự tình, truyền khắp toàn bộ đại chu. Bốn bể toàn núi bên trong sơn cốc, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Nơi này, chính là thiên hạ đệ nhất tông sao, Tô Thanh Tuyền phản ứng kịp, nhìn bốn phía hoang sơn hoang vắng dã chẳng có cái gì cả a à, đúng vậy trương hưng khẽ gật đầu một cái tô thanh tuyền nhìn cách đó không xa có một ao nước nhỏ cái ao trung ương một cái rùa lớn chính nằm ở trên đá phơi thái dương ở trước mắt có mấy gian cỏ tranh vật thập phần rách nát cái này cùng nàng tưởng tượng khác nhau hoàn toàn Nàng tưởng tượng thiên hạ đệ nhất tông, là đông tây nam bắc góc chết, có bốn con cường đại yêu thú thủ hộ, tông môn nội cung điện chạy dài, tiên vụ lung lay. Mà không phải, cùng sơn hoang vắng dã, chỉ có mấy gian cỏ tranh vật. Này thật phá, nơi này thật là cái tông môn sao, Tô Thanh Tuyền vẻ mặt ghét bỏ nói. Tô Thanh Tuyền trong đầu không nói gì, chỉ khóe miệng của là có chút treo nụ cười trương hưng chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói phồn hoa như gấm bất quá đã qua mây khói bình bình đạm đạm mới hiển lộ ra chân lý chính bởi vì đại đạo chí giản một câu nói giống như hoàng lữ chuông lớn đụng tô thanh tuyền não hải bao gồm tô thanh ca cũng là như vậy quá rung động trương hưng lời nói phảng phất cho các nàng mở ra một cánh cửa tại hạ Tô Thanh Tuyền, nguyện bái tiền bối vi sư, Tô Thanh Tuyền đột nhiên quỳ xuống nói. Đây là chính nàng làm quyết định, không có hỏi tỷ tỷ của nàng. Trương Hưng cười một tiếng, hỏi một người khác. Người thì sao, nghe vậy Tô Thanh ca sững sờ, nàng biết rõ đây là đang hỏi mình. Ta cũng nguyện ý, Tô Thanh ca mượn Tô Thanh Tuyền thân thể nói. Trương Hưng hài lòng gật đầu một cái, lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được thần cấp công pháp, thiên hạ đệ nhất công, Trương Hưng nghe một chút, kích động nhanh muốn khóc. Công pháp, rốt cuộc ta có công pháp, ta có thể tu luyện, ta có thể ngự kiếm phi hành rồi. Ba năm rồi, hệ thống ngươi cuối cùng là cho ta công pháp tu luyện. Trương Hưng kích động đến rơi lệ, ba năm, hắn mỗi ngày đi học, không thể tu luyện. Bây giờ, cuối cùng là có công pháp thư có thể tu luyện. Kích động đi qua, Trương Hưng vội vàng lấy ra ra công pháp. Hệ thống, lấy ra công pháp, khen, công pháp đã lấy ra, sau đó, Trương Hưng trong tay, xuất hiện một quyển cổ pháp thư. Trương Hưng kích động mở ra nhìn một cái, biểu tình trong nháy mắt động lại. Hóa tứ phương chi linh lực, nạp linh vào cơ thể. Hoành bơi trong thiên địa, bốn hợp bên trong tất cả thông thả tầng thứ nhất công pháp trương hưng có thể đọc được nhưng là tu luyện làm như thế nào bắt đầu hắn liền không biết rõ lời nói hắn đọc được nhưng là không biết rõ nên tu luyện thế nào a à. cũng rất chứng đau tô thanh tuyền nhìn trương hưng ôm một quyển sách nhìn cũng không dám mở miệng quấy dày vẫn quỳ dưới đất chờ sư tôn đáp ứng tốt nửa ngày sau trương hưng mới thả hạ công pháp thư không có cách nào đọc được cũng sẽ không tu luyện rõ ràng có công pháp thư lại không hiểu được tu luyện như thế nào khó chịu ba năm thư đọc không công rồi chờ tinh thần phục hồi lại trương hưng mới chú ý tới tô thanh tuyền một mực quỳ dưới đất người quỳ dưới đất làm gì trương hưng không hiểu nói tô thanh tuyền ta quỳ xuống đất làm gì ta mới vừa vừa mới nói lớn tiếng như vậy ngươi cũng không nghe được sao tô thanh tuyền lập lại một lần nữa vãn bối tô thanh tuyền nguyện bái như thiên hạ đệ nhất tông trương hưng một chút thì hiểu rõ nàng là muốn bái sư chính mình mới vừa rồi bởi vì lấy ra công pháp kích động một cái liền quên mất ừ tốt trương hưng khẽ gật đầu một cái tô thanh tuyền dập đầu đi qua coi như là hoàn thành lễ bái sư gia nhập thiên hạ đệ nhất tông keng chúc mừng ký chủ khai sáng thiên hạ đệ nhất tông khen thưởng đi học trí nhớ Ken, chúc mừng ký chủ thu lấy được tên đồ đệ đầu tiên, khen thưởng thiên giai kiếm pháp, trương hưng bên tai một bên, vang lên hệ thống giọng điện tử. Trong nháy mắt, trương hưng đi học 3 năm trí nhớ, toàn bộ tràn vào trong đầu hắn, để cho hắn thật lâu không thể quên. Trương Hưng một gương mặt già nua nhất thời đen xuống rồi, ở trong lòng mắng to. Ta muốn trí nhớ này để làm gì? Hắn mỗi ngày đi học, đọc xong sau liền quên mất bây giờ hệ thống lại giúp hắn hồi tưởng lại cái này thì rất đau chứng trong đầu nghĩ xong trương hưng tiện tay đem công pháp đưa cho tô thanh tuyền đây là ta tông môn độc nhất công pháp ngươi cầm đi thật tốt tu luyện vi sư sẽ không định kỳ khảo sát ngươi hai tay tô thanh tuyền bưng qua công pháp thư có chút kích động phải cổ pháp bìa viết thiên hạ đệ nhất công ngũ chữ to nhìn một cái cũng rất phi phàm tỷ tỷ, người biết rõ loại công pháp này sao, Tô Thanh Tuyền ở trong lòng hỏi. Chưa từng nghe qua, bất quá công pháp này, cũng không đơn giản, Tô Thanh ca nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.